Anh Giai à? Ừ, cho anh mua cái sạc iPhone xịn xịn tí thôi mà. Anh Giai mua sạc iPhone à? Vâng anh Giai. Ok em Giai, có ngay. Cái này bao tiền anh Giai nhỉ? Cái này 1,5 em Giai ạ. Sạc nhá, sạc cực nhanh luôn mà bền luôn. Bảo hành 1,5 cho em luôn em Giai nhá. Ồ, cái này có 1,5 rồi anh Giai. Ừ. Ủa sao rẻ thế anh Giai? Ừ, rẻ mà em. Thế cho em 2 bộ đi anh Giai. Mua 1 bộ nữa hỏi em Giai. Ok, có ngay đây, 2 bộ luôn. Ok anh Giai. Tiền của anh Giai đây. Ok, anh xin em Giai nhá. Thank you anh Giai. Ok, chào em. Ok bye bye anh Giai. Ừ. Tốt thế, để mua 1 bộ mà anh bán là 2 bộ. Em nhìn cách nói chuyện nhỉ. Đấy, cách nói chuyện rất là thân thiện đúng không? Bây giờ mình nói chuyện mình vui, người ta mới mua hàng với mình đúng không? Đấy, tùy đối tượng khách hàng mình sẽ lựa mình nói. Cứ anh Giai em Giai thế à? Được. Cứ anh Giai em Giai, bây giờ khách cứ anh Giai em Giai. Ngọt vào người ta sẽ mua được gì đâu. Thì ra là thế. Ok anh Giai. Vừa mua xong rồi. Anh à, anh xem kiểm tra em có sửa con này không? Em Giai à? Điện thoại em Giai bị làm sao? Rồi bị rơi đấy, anh xem có sửa được không? Ủa, làm sao mà rơi đi hả em Giai? Dùng kiểu gì mà bị rơi thế? Sao em bất cẩn thế? Em vừa mua qua đấy, vừa bị rơi đấy. Vừa mua qua, vừa bị rơi qua. Sao em dùng bất cẩn thế hả em Giai ơi? Này, cái máy này máy gì thế em Giai? Anh bán hàng anh không biết máy gì à? Rơi có cao em Giai. Nhà em ở đâu đi em Giai? Sửa cái này. Thật lắm em Giai à? Rơi có cao em Giai. Con bóng này có sửa được không? Em Giai à? Làm gì mà lóng tính thế? Này em Giai này. Ôi ôi cái gì thế này?